Kính thưa anh chị em, mừng lễ Thánh Giuse Thợ hôm nay cũng là ngày quốc tế lao động. Chúng ta được nghe chính lời Chúa dạy bảo cho chúng ta một cái chân lý quan trọng mà nhiều khi con người vẫn hay lầm lẫn, quan niệm một cách lệch lạc về vấn đề lao động. Trong bài đọc thứ nhất trích trong sách Sáng Thế, những trang đầu nói việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người, thì chúng ta nghe cái mục đích mà Thiên Chúa đã dựng nên con người không phải chỉ để cho con người được hưởng không đâu. Lại có một thời mà nhiều khi chúng tôi lúc còn nhỏ đó, cũng cứ khi được dạy cho là xưa là con người được dựng nên rồi được ở trong vườn địa đàng là sung sướng lắm, được ăn uống mọi thứ và chỉ ăn với hưởng thôi, không có làm việc gì hết đó. Mà mãi đến khi nguyên tổ phạm tội rồi đó, bắt đầu là con người bị phạt nên phải làm lụng vất vả, cho nên cái việc lao động nó trở thành như một hình phạt. Và làm sao con người dễ từ đó nghĩ rằng mình càng đỡ phải làm việc, đỡ phải lao động, nhất là lao động chân tay, đổ mồ hôi, có khi sôi nước mắt để mới có mà ăn, thì càng đỡ. Và khỏi phải lao động thì nó là điều hạnh phúc, là điều may mắn. Và có khi người ta cũng nghĩ rằng lao động là phải dùng đến tay chân thì mới là lao động. Và những cái điều đó, cho nên cũng có một thời người ta nghe có khi những bác sĩ, những giáo sư cũng phải đi lao động, ra cuốc đất. Bởi vì nếu không người ta nghĩ rằng ngồi mát xơi bát vàng. Nhưng ở đây chúng ta thấy lời của Chúa nói đến chuyện con người là được dựng nên và được đặt ở trong vườn địa đàng là để con người làm việc, là để con người lãnh đạo, thống trị cả vũ trụ này. Thống trị không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn điều khiển thế nào thì điều khiển, kiểu giống như có những quan niệm con người thống trị là có quyền sinh sát mọi loài, mọi vật, mọi người ở trong tay của mình, theo cái ý của mình, mà nhiều khi ý đó rất là bốc đồng. Không phải như vậy. Lãnh đạo hay thống trị hay làm chủ ở đây là biết cái ý thức trách nhiệm của mình. Và theo tinh thần sau này Đức Giê-xu đã nói rõ đó, cái người làm lớn phải là người phục vụ, và phải phục vụ như là những tôi tớ, những cái người thấp kém, cái người sẵn sàng chấp nhận những hy sinh để làm sao cho cái người mà mình có trách nhiệm, người mà mình phục vụ đó, người thuộc quyền mình đó, phải là được hạnh phúc. Chứ không phải là mình lãnh đạo là mình có quyền sử dụng người khác, mình có quyền điều khiển người khác theo cái ý riêng, theo sở thích, nhiều khi rất ngông cuồng của mình. Ở đây Chúa nhấn mạnh, nói đi nói lại là tạo thành con người giống hình ảnh của Chúa. Giống hình ảnh của Chúa là tình yêu, cho nên con người phải sống cho giống Chúa, giống trong cái suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm của mình, làm sao thể hiện được tình yêu thương. Và phải làm bá chủ, là điều khiển, mình làm chủ, mà làm sao để cho những cái công trình mà nó dưới tay của mình, dưới lòng của mình, thì nó sẽ được trở nên tốt đẹp. Để chúng ta vừa rồi nghe qua những cái điều người ta suy nghĩ từ dịch bệnh corona, thì người ta nói những câu nghe nó rất là chua xót, là khi con người mà như mất đi, con người bị chết đi, hay là con người bị cô lập, bị cách ly, không có được ra ngoài làm việc nhiều, hay là con người chết nhiều, thì
cái thế giới này, thiên nhiên này nó trở nên trong lành hơn. Vậy là hóa ra con người không phải làm chủ theo cái kiểu mà con người có trách nhiệm và xây dựng phục vụ cho thiên nhiên, cho vũ trụ này được trở nên tốt đẹp. Mà khi con người có sự hiện diện của con người và con người hoạt động thì con người lại làm khổ thiên nhiên. Lúc đó nước, khi mà thiếu con người đi, ít con người đi hoạt động thì nước trong hơn, cá nó có thể bơi lội dễ dàng hơn, nó đỡ bị sát hại. Còn không, khi con người hoạt động có khi mãnh liệt quá thì thấy cá nổi lều bèo trên mặt nước, nó chết từng đàn. Rồi con người có khi cũng bị hãm hại vì những cái chất độc mà do con người làm nên. Và thậm chí có khi nói, ngay cả virus này, nhiều người người ta vẫn nói, tôi cũng chưa có xác định, dám quả quyết đó, nhưng mà người ta nói hầu chắc là virus này là do bàn tay của con người, do trí óc của con người làm nên. Thế thì cái vai trò làm chủ của mình ở đâu? Cái việc lao động của chúng ta nó nhắm tới điều gì? Phải xây dựng hay là phá hoại để phục vụ cho sự sống và niềm hạnh phúc của con người, hay là giết chết, hay là làm khổ cho người khác? Có lẽ đó là điều mà lời Chúa hôm nay muốn nhắc lại với chúng ta. Cái mục đích ban đầu của Thiên Chúa khi dựng nên con người và đặt con người như là đỉnh cao của tạo thành, với tất cả sự trân trọng, yêu thương và tín nhiệm của Ngài dành cho con người, để con người lao động chứ không phải chỉ để hưởng thụ. Dĩ nhiên khi mình làm ra thì mình vẫn có thể và cũng cần phải sử dụng, hưởng thụ những gì do công khó tay mình làm ra. Lời Chúa cũng nói đến điều đó. Cho nên ta được mời gọi để ý thức đến cái vai trò quan trọng của việc lao động và con người với trách nhiệm của mình để phục vụ cho xứng hợp. Đừng để cho cái ý hướng, cái quan niệm sai lầm của mình nó làm đảo lộn thế giới, nó làm tàn tạ cái vũ trụ này và làm cho con người trở nên xáo trộn. Thay vì chúng ta xây dựng con người để con người giống hình ảnh của Thiên Chúa thì lại làm cho nó méo mó, nó lệch lạc, nó không còn giống hình ảnh của Chúa nữa. Và thực thế giới ngày hôm nay, dù khi người ta cũng lao động rất là nhiều, người ta cũng phải làm việc rất là nhiều, nhất là những người nghèo khổ, nhưng mà khi con người phải làm việc và những người lao động thấp cổ bé miệng, nghèo khó, thì những con người đó dễ bị lạm dụng, dễ bị sử dụng họ để có khi vắt kiệt những cái sức lao động của những con người nghèo khó đó nhằm vinh quang, nhằm lợi lộc cho những người có quyền, những người có tiền, những người điều khiển người khác. Lẽ đó là cái điều mà trong cơn dịch bệnh vừa qua chúng ta thấy có nhiều người, tuy rằng cái công ty xí nghiệp của họ không làm việc được, phát triển ra được nhiều tiền như bình thường, nhưng mà lòng của họ lại được phát triển để họ thấy ý thức được cái trách nhiệm và tình liên đới của mình đối với những người nghèo khó. Vì cơn dịch bệnh này nó tác hại, cho nên họ phục vụ, họ sẵn sàng móc hồ bao của họ ra để lo cho có những cái bữa ăn miễn phí, lo cho có những việc phục vụ nhu yếu phẩm con người dành cho những người nghèo, những người khó trong hoàn cảnh khó khăn này. Đó là cái điều rất đẹp mà Thiên Chúa rất là vui lòng. Nhưng chả lẽ phải đợi Thiên Chúa làm, tạo nên để cho những cái cơn dịch bệnh này nó phát triển thì con người mới ý thức được điều đó? Chẳng, lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta ý thức cái ơn gọi của mình ban đầu, cái bản chất của con người được tạo dựng rất cao quý và nó cần được trân trọng, cần được yêu thương, để chúng ta biết dùng những cái khả năng, những điều kiện của mình mà sống và phục vụ cho xứng hợp. Thánh cả Giuse mà chúng ta kính nhớ hôm nay trong ngày đầu tháng 5, ngày quốc tế lao động, chúng ta mừng Ngài như một vị thợ, một người thợ, một thợ mộc ở tại Nazareth. Ngài là một cái con người xem ra quá âm thầm, không, Ngài không nghe Ngài nói một cái tiếng nói nào ở trong cuộc đời của Ngài.
mà thấy chỉ là thực hiện những điều Thiên Chúa phán để phục vụ cho gia đình của Chúa. Ngài làm người thợ mộc, và như bài tin mừng chúng ta vừa nghe, cái nghề thợ mộc đó, cái con người thợ mộc ấy ở xóm nghèo Nazareth ấy có vẻ được nhắc tới như một cái sự thiếu trân trọng, nếu không nói là bị coi thường. Chúa Giêsu lúc mà Ngài đang nổi tiếng thì người ta thắc mắc, người ta đặt vấn đề, người ta có vẻ khó hiểu là tại sao một con người nổi tiếng như vậy mà lại có cái gốc gác như thế. Gốc gác đó làm sao có thể hiểu được rằng đấy là một cái con người nổi nan, làm sao mà có được như vậy? Bởi vì ông là con của ông thợ mộc mà. Thợ mộc Giuse, Giuse được hiểu, được đánh giá như thế. Nhưng có lẽ đối với thánh cả Giuse điều đó không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là Ngài được trao phó cho một cái sứ mạng, dù rằng cái sứ mạng đó trong khiêm tốn âm thầm, và Ngài đã thực hiện sứ mạng đó với tất cả tinh thần trách nhiệm của mình, Ngài đã thực hiện với tất cả cái tâm tình nhiệt tâm, một sự quảng đại phục vụ. Mà phục vụ quan trọng ở đây là khiêm tốn, ý thức rằng mình có trách nhiệm đối với Thiên Chúa là Chúa Con đã được sinh ra nơi Đức Giêsu Kitô, và Ngài có trách nhiệm để nuôi dưỡng, để bảo vệ, để chăm sóc, và chắc chắn cũng có giáo dục nữa. Và Ngài đã thực hiện điều đó với tinh thần khiêm tốn, sẵn sàng khiêm tốn để xóa mình đi, chứ không phải vì là Ngài gia trưởng, Ngài là người có thể nói là đứng đầu ở trong gia đình đó, thì Ngài thể hiện cái tính gia trưởng. Tính gia trưởng mang một ý nghĩa tiêu cực là người muốn nắm quyền sinh sát, và cái người có quyền, và có khi quyền đó là đi với hành, cái hành những cái thành viên ở dưới quyền của mình. Thì đó là một điều mà chúng ta không gặp thấy nơi thánh cả Giuse. Trái lại, Ngài khiêm tốn ẩn mình và biết phục vụ hài nhi Giêsu, trong ý thức rằng đó là một Thiên Chúa được trao phó cho, là thành quả của Chúa Thánh Thần. Và bên cạnh đó, Đức Maria là một người bạn đời của mình, trong yếu đuối, trong cái khiêm tốn âm thầm ấy, Ngài đã phục vụ tận tụy đối với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Với tinh thần đó, Ngài đã nêu gương cho chúng ta những con người được trao phó cho trách nhiệm để phục vụ anh chị em của mình. Chúng tôi nghĩ đến nhiều những người lãnh đạo ở ngoài đời, và cách riêng đối với những mục tử dân Chúa trong từng giáo xứ, từng cộng đoàn và trong giáo phận này. Tôi nghĩ cần lắm cái gương mẫu của thánh cả Giuse, một người đã phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân, là hiện thân của Chúa, là con cái của Chúa, bằng cái tinh thần trách nhiệm của mình, bằng cái tinh thần khiêm tốn và trân trọng yêu thương. Những điều đó sẽ làm đẹp lắm, làm cho gia đình của mình trở thành gia đình thánh, làm cho cái công trình tạo dựng và cả công trình cứu độ nữa, nó sẽ trở nên một cái có giá trị, trở nên có ý nghĩa, và nó đem lại niềm hạnh phúc cho con người. Chắc chắn nhờ đó cũng đem lại sự công chính, sự thánh thiện và vinh quang hạnh phúc cho chính con người đã biết sống như vậy, như thánh cả Giuse. Chúng ta hãy nguyện xin thánh cả Giuse giúp cho chúng ta mỗi ngày biết sống cái tinh thần trách nhiệm như Ngài, và cũng biết sống cái tinh thần phục vụ một cách khiêm tốn, sẵn sàng xóa mình đi để trở nên tôi tớ của Chúa, trở nên người phục vụ anh chị em của mình với tâm tình quảng đại mà rất khiêm tốn ấy, để chính nhờ đó cuộc đời này, các gia đình, xã hội, giáo hội cũng sẽ trở nên một cộng đoàn thánh thiện, cộng đoàn hiệp nhất yêu thương như Thiên Chúa muốn khi tạo thành vũ trụ và nhân loại này. Amen.